Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với showmangakida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại showmangakida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hồng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Free Fire. Ngủ dậy hơi muộn một tí so với thời gian làm mới tử chiến. Chúng ta sẽ có chuyên mục nó gọi là reset danh tử chiến như mọi khi thôi. Là cứ mỗi lần so với mới danh tử chiến nó sẽ reset theo. Thì danh tử chiến mùa này khi mà reset lại ấy, thì tại sao lại không thông báo nhở? Kiểu như nó không thông báo là tử chiến xếp hạng reset lại các thứ gì nhở? Thì mình nghe nói là tử chiến xếp hạng mùa này nó có khá là nhiều thứ thú vị. Như kiểu là bây giờ nó còn có lựu choáng băng cơ các bạn ạ. Nghe nói là quăng vào là làm chậm và mất 5 máu mỗi giây cơ. Nghe rất thú vị luôn, là mình cũng đang không biết là phải nhận cái khẩu M1014 nó gọi là vàng dòng ở đâu. Hiện tại nó bảo là chỉ cần đến danh gọi là vàng 3 thôi là nhận được. Nhưng mà hiện tại nó chưa cho thông báo nhận ấy. Thì mình đang chưa biết là nhận vào đâu bây giờ ta. Nhận vào lon à? Cái là má nhà nó. Đợi để mình tìm nào. 2000 years later. Đây nhá, thì dành cho những bạn nào chưa biết mà cách để có thể nhận được khẩu M1014 vàng dòng ấy, thì khi các bạn vào ấy thì nó sẽ reset danh. Và nếu như các bạn được reset ở bạch kim hay là ở các danh mà lớn hơn vàng 3 ấy mà các bạn không biết cách nhận như nào, đơn giản các bạn chỉ cần out ra vào lại nhá. Thì khi các bạn out ra vào lại, các bạn sẽ nhận được một đống quà lên hạng này. Thì trong đó sẽ là bao gồm cái gọi là khẩu con hàng M1014 vàng dòng này luôn. Con hàng này nó hơi khác hơn so với cái hình mà lúc mà kiểu như là ban đầu nó test cho lắm à, ở trong mấy cái hình kiểu người ta lộ ở bên ngoài ấy, thì nó màu vàng chóe cơ. Còn bây giờ thì vàng nó lại hơi xỉn màu một tí, chắc vàng này là vàng cứt. Còn vàng kia là vàng dòng. Thì cái khẩu này nó có cái hơi một chút màu đen lửa lửa một tí, nói chung là trông cũng đẹp. Riêng nói về đẹp thì công nhận là khẩu này đẹp thật, nhưng mà về chỉ số thì chắc chắn là khẩu này nó không ngon rồi. Nhưng mà được rồi, chúng ta sẽ cùng làm thử trận tử chiến đầu mùa kết hợp với con hàng M1014 vàng dòng này, xem nó có ngon không các bạn nha. Nói thế chứ chắc là không ngon đâu, cộng có một băng đạn thì nó cũng bình thường thôi. Vì lý do là danh tử chiến thì nó không thể hiện được sắc nét sức mạnh của con hàng M1014 vàng dòng. Kiểu như là chúng ta có khá là ít round để có thể cầm con súng đấy ấy, là chúng ta không test được quá nhiều sức mạnh của nó. Chính vậy nên mình quyết định là cầm một đánh thường luôn, để cho các bạn biết được là sức mạnh của con hàng M1014 vàng dòng này nó chả khác bịa skin mặc định cả. Đầu tiên là các bạn sẽ nghĩ là ô không phải đâu, con hàng là một con hàng tặng quà tử chiến mà, nó sẽ là một con hàng có gì đấy nó khác bọn, nó không phải giống skin mặc định được. Anh Hùng lại nói như thế là mất quan điểm, em dislike ăn sắt channel của anh. Súng này là nó phải đẳng cấp, nó sơn màu cướp như thế là chắc chắn nó phải có gì đấy khác bọn. Vâng, nhưng mà sau khi các bạn sử dụng khẩu này rồi, đảm bảo các bạn sẽ nhận ra một sự thật kinh hoàng là nó sẽ bắn chả khắp mẹ thì các bạn không cầm skin gì cả. Really nigga. Nhưng mà thôi không sao, đã là một YouTuber có tâm làm vì cái hóa đơn tiền điện thì không việc gì phải xoắn cả. Súng cùi, súng rách, súng mẻ, có view là tôi làm. Cho nên là mình sẽ đi kiếm em hàng M1014 vàng dòng để mình review cho các bạn trong đánh thường nhá. Ôi, ý, có thằng trở lên trời kìa. Với cả nhân tiện các bạn biết tại sao mình lại nhảy ở cái khu vực trường đua này không? Thì bởi vì là cái map đảo quốc gia 2.0 ý, nó mới vừa sửa cái khu vực thành phố biển, nó sửa thành cái trường đua. Bây giờ thì cái map đảo quốc gia 2.0 đúng nó thành khu vực kiểu đua xe cho các dân chơi, các racing boy thực thụ rồi các bạn ạ. Nó tạo ra một cái quả trường đua. Ôi, ở đây mình đã bắn hơi lủng. Ok, bất ngờ chưa, ai đồ ngốc, mình có cờ lô lô bạn nhá. Thì cái map đảo quốc gia 2.0 này bây giờ nó sửa thành một cái khu vực kiểu như cho các racing boy ấy, định mệnh nó chỗ nào cũng thấy đường đua các bạn ạ. Đi đâu cũng thấy đường, đi đâu cũng thấy siêu xe. Vâng, như thế này thì bảo sao các cháu lại chuẩn bị vác xe máy, vác ô tô của bố mẹ ra ngoài đường đua hết. Lúc đấy thì lại bảo là game Wi-Fi. Các bạn ạ, mình đang tưởng tượng đến một cái viễn cảnh nơi mà tất cả các bạn trẻ ngày nay sẽ vác con Lamborghini. À lộ nhầm, định mệnh chưa chắc nhà nào đã có Lamborghini. Sẽ vác con xe ô tô, sẽ mở chìa khóa con xe máy của bố mẹ ra và làm một cuộc đua racing boy, đua từ đầu đến cuối, từ đầu xóm đến cuối ngõ. Và đặc biệt nhất là phải đua đến chợ các bạn ạ. Chỗ mình cũng chuẩn bị dắt con ô tô của bố mình ra, mình đua thôi. Chứ còn chần chờ gì nữa, hưởng ứng phong trào của game Free Fire dạo này cập nhật toàn siêu xe.
đường thì toàn là đường đua thôi. Úi dồi ôi, em ơi, em ra em nghe thấy em bắn anh như thế là dở rồi. Ở kia thanh niên này không nhận ra là mình đã đẩy tới à? Mà 1014 vàng dòng lên từ Tuyên Quang. Không biết one shot thì mình phải làm gì các bạn? Đè tâm bóc cò. Người ta bảo là nín thở bóc cò, còn như mình thì là vạch chim ra bóc cò các bạn. Lấy chim xiết cò súng, bóc con xe gió đạp chó bay màu mất tiêu. Thôi đây các bạn ạ, ra lắp luôn con xe này và đi thôi. Mặc dù là mình có một cái ước mơ là mình sẽ cưỡi ô tô thống lĩnh một vùng trong xóm cơ, chứ không phải là lái xe máy. Nhưng mà không sao ấy các bạn ạ, trong trường hợp nhà nghèo không có ô tô, không có cả xe máy thì cần thiết thì mình cưỡi chó cũng được. Anh Mosutuna đã bảo rồi, cưỡi chó thống lĩnh một vùng trong xóm thì nó cũng mắt lòng mắt dạ mà. Ấy, đời vô... À cái gì nhờ? Đời người làm kiếc lãm du, anh vô tình làm lứ khách. Đi qua mà thấy tăng giáp thì mình phải quay lại mình bú phát xong mình mới đi tiếp chứ các bạn. Ôi dồi ôi, đây rồi, Racing Boy nổi tiếng cưỡi xe máy cầm phóng lạt đến từ Tuyên Quang đâm xuyên bóng keo luôn. Bóp con xe gió đạp chó mất tiêu, bú được cả con Lamborghini, tuyệt vời, 10 điểm. Ơ kìa, ơ, đừng anh ơi, đừng, con xe gia truyền của nhà họ Trần em lấy về cho bố em rồi mà. Giờ này bố em hỏi có xe nhà em đâu thì em bảo là có xe nhà em vứt ngoài đường rồi, bây giờ em đang đi lấy về mà. Chết rồi, vỡ mẹ con xe rồi. Anh tới số rồi nha, anh đợi em một tí nha, anh đợi em 3 giây thôi, ok, đéo cần 3 giây nữa. Anh tới số rồi anh ạ, à. To be continued. Vỡ mồm liền, hùng nổ đến từ Tuyên Quang. Mày thích chơi hùng nổ đến từ Tuyên Quang à, hả? Mày cầm cổ vẽ đấy, cô tắc và mày tưởng thế là ngon á. Ôi, hello Maria Osawa. Mình xin tự giới thiệu, mình là diễn viên nam chính cực kỳ nổi tiếng tại trong các bộ phim Nhật Bản mà không ai biết tới. Tên thật của mình không phải là Trần Phạm Mạnh Hùng. Tên thật của mình là Trần Phạm Mạnh Shigeo Tokuda. Thằng nào em bắt trước hùng nổ tính quang lựu đạn đấy. Ôi dồi ôi em ơi, em cần thêm 10 năm kinh nghiệm nữa trong vấn đề dặn lựu đạn nhá. Quang lựu đạn mà lại không quang lên trò như này là dở rồi. Ôi dồi ôi, để mình còn dạy các bạn thêm một cái khóa học về việc là bắn màu 1014 sao cho không cần one shot nhưng vẫn cứ là đỏ lòm. Tinh tế quá các bạn ạ, à, đùa. Ok các bạn ơi, thì về vấn đề mini game ấy, thì ở trong video ngày hôm qua thì mình đã có đố các bạn. Đó là đố các bạn biết trong phim hoạt hình Tom và Jerry thì chú chuột Jerry thích ăn một cái món ăn gì rất là nổi tiếng. Thì thực ra các bạn có thể trả lời mấy cái câu kiểu như là thích ăn đường, ngũ cốc, xong rồi là mía các thứ các kiểu đấy, mấy cái đồ ngọt ấy. Nhưng mà phần lớn thì mình nghĩ là câu trả lời chúng ta nên được công bố đó là phô mát nha các bạn nha, hay còn gọi là phô mai ấy. Format hoặc là phô mai đều được. Có nhiều bạn cứ bảo là format phô mai thì nó không được Jerry thích bằng mấy cái món kia như kiểu là đường, ngũ cốc. Nhưng mà cái vấn đề là ở trong cái phim hoạt hình Tom và Jerry thì nổi tiếng nhất vẫn là cái cục phô mai tam giác và được Jerry rất là thích ăn và luôn luôn muốn lấy. Thế nên là chính vậy nên chúng ta sẽ công bố đáp án đó chính là phô mai nha. Thì năm bạn trả lời đáp án phô mai cũng như là may mắn đã nhận được ID, à đã nhận được kim cương và được mình dép với comment là em trúng rồi nha. Thêm cả một giải thưởng, nó gọi là giải thưởng danh dự dành cho một bạn trả lời với câu trượt Jerry thích ăn cứt nữa nha. Ok, bạn này được giải thưởng danh dự. Đấy ơi, thằng lông ba nó nhảy trên tròi xuống các bạn ạ. Ui trời ơi, mày thích ngồi trên bình bóng mày khe tao á mày. Mày cầm súng AVKM mày ngồi trên đấy và mày tưởng ngon á mày. Nhảy xuống là tao bắn cho nhấc người liền. Thì nói chung là cái bạn trả lời đáp án cứt đấy sẽ nhận được giải thưởng danh dự, đó là không gì cả đến từ chương trình. Vâng, xin cảm ơn bạn đã tham gia với một câu trả lời hết sức gọi là sáng tạo mà tôi nghĩ là thằng nào cũng biết nhưng không thằng nào dám trả lời. Mỗi mình bạn dám trả lời thôi. Mình không tiện nêu tên ở đây vì nêu tên lên thì bạn ấy nổi tiếng quá. Nên chúng tôi xin phép giấu tên bạn này đi trong mọi trường hợp để tránh việc ảnh hưởng về sau ba mẹ phụ huynh của bạn ấy mà có nghe thế trên TV thì người ta lại đánh giá và ý thức con em mình chết các bạn là không được. Nhưng mà hy vọng là bạn về sau là bạn lưu ý là không trả lời ăn cứt trong mọi tình huống các bạn nhá. Một sự thất bại của bộ giáo dục. Bởi vì thực ra thì ăn cái gì nó cũng thành cứt thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn ăn cứt luôn thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác đấy. Ok, vậy câu đố của video ngày hôm nay đó chính là đố các bạn biết là gà có thể bơi được không? Thì theo như các bạn biết thì chắc hẳn là các bạn nhà nào cũng có nuôi gà rồi. Có bạn nào ở đây ở trên thành phố thì không biết cái cảnh nuôi gà thôi. Chứ quê mình ở trong nhà, mình ở gần nhà bà ấy, nhà mình nuôi vườn gà luôn. Khoảng tầm 40-50 con thì mình đều biết hết về loài gà rồi. Đố các bạn biết là gà có bơi được không nha. Thì các bạn trả lời là gà có biết bơi hay không và sau đó là kèm theo đó là ID. Và năm bạn may mắn nhất cũng như trả lời đúng mỗi bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương nếu như mà các bạn được mình rep comment và thả team comment đó nha các bạn nhé. Thì bạn nào mà tự dưng thấy kim cương tăng lên thì các bạn cũng biết rồi. Nhân tiện là thằng củ quạc nó cầm khẩu M82B đang bắn lén mình kìa. Cay thế nhở. Mình là mình ghét với đứa cầm M82B kiểu ngồi bắn lắm nhá. Bởi vì thực ra ấy, cái khẩu M82B nó khá là khó chịu, nó bắn xin mô keo mà.
Mình cầm thì mình thích nhưng mà mình không thích tụi nó cầm. Mình đặc biệt mình không thích tụi nó cầm để bắn mình. Cho nên là mình sẽ giết đứa này, hợp lý luôn. Không nổ đến Tiêu Tuyên Quang. Quang lưu đạn thì phải gọi là trần bài, trần như lê duẩn luôn. Ôi, chết thôi. Cái này là các bạn phải lấy ngay sổ với cả sách giáo khoa ra. Ghi liền về con học. Lấy vở ra đây, ghi chép lại bài đầy đủ luôn. Cho liền cái giáo án quang lưu đạn. Đến lúc để test sức mạnh của con hàng màu và không một bốn vàng dòng rồi. Có một đứa ở trên nhà này. Ôi trời ơi, nhưng mà từ từ đã các bạn ạ. Đẩy lên cho tình huống này không khác gì việc tự nhét kích vào mồm mình cả. Chính như vậy trên là mình sẽ quăng lựu đạn thôi. Người ta gọi là đánh đôi khi nó phải gọi là đánh kiểu người ta gọi là gì nhỉ? Người ta gọi đây là đánh kiểu điệu hổ ly sơn à? Không, người ta gọi đây là đánh du kích. Đúng rồi, mình quên mất. Trời ơi, có cái cụm từ chuyên nghiệp như thế mà lại không dùng. Lại dùng cái từ điệu hổ ly sơn nghe phát nó chán đời luôn. Ô, kìa, bạn ơi, nhà này có chủ rồi bạn ơi. Mình ghi sổ đỏ ở đây là anh Trần Phạm Bạch Hùng sở hữu đất chỗ này rồi. Mà đéo hiểu sao bạn đẩy lên cứ như đây là nhà vô chủ vậy. Như thế là không được rồi. Đề nghị là bạn vào ngay phòng khách uống trà cùng mình. Chúng ta cùng đàm đạo về việc tại sao bạn lại đẩy nhà mình lên nhà mình sông sọc như kiểu đéo của chủ nhà như thế. Thế là không được. Chúng tôi đánh giá về thế dòng họ đấy. Đây rồi, có địch. Ôi rồi, cái địch mạnh nó quả kéo lùng thế. Ôi trời ơi, Best Zuka, One Cham Zuka à. One Cham Zuka liên quân nhảy qua liên minh. À nhầm. Chết. Nhảy qua Fi làm gì thế? Địch mạnh đau. Chùm nổ đến Tư Tuyên Quang. Mình phát hiện ra rồi các bạn ạ. Thực ra mình chính là tù trưởng cực kỳ nổi tiếng mà không ai biết tới ở tại Tuyên Quang. Của một bộ lạc nó có tên là bộ lạc hội những người ưa thích ném lựu đạn. Chính vì vậy nên bạn nào gia nhập hội cho mình biết ngay ở dưới phần comment. Mình tuyển gấp thành viên tham gia vào hội những người thích ném lựu tại Tuyên Quang các bạn nhá. Tỉnh khác vào vẫn được hết. Chơi hết, cứ thích ném lựu là chơi thôi. Nhân tiện thằng này mũ quạt hơi bị dẻo nha. Anh Khá đi tù rồi mà để lại thằng chiến nhân múa dẻo thế. Ôi dồi ôi bạn ơi, bạn chạy từ từ thôi. Cái khẩu này nó có yếu lắm, nó có mạnh như khẩu long tộc đâu. Mà sợ thế, cái khẩu này nó phế mà. Bắn như kiểu M1040 skin đấy các bạn, được thêm đúng một viên đạn. Bù lại thì bắn đạn nó tạc hơn. Thế như này chạy kinh vậy. Cái định mệnh nó vai cả nồi à, mày có nhất thiết phải thế không? Mày có thể bắn đục quả keo này ra, sau đấy mày đẩy qua bên này nó kiểu nó hổ báo cáo trồn một tí mà. Sau thằng này nó chạy đảo như con lươn nhở. Ôi dồi ôi, quê cao bằng hả em? Quê cao bằng hả em? Hello 14 bạn đang xem và hàng trăm nghìn bạn đang ngồi xem clip này. Xin tự giới thiệu, mình là Hùng Dancer hay còn gọi là Hùng Chúa Nhảy đến từ Tuyên Quang. Mình thực ra mình không phải con lươn đâu. Các bạn đừng tưởng tượng đến cảnh con lươn đang dãy. Mình là người nhảy nhá các bạn nhá. Ok. Ai da, thằng này cầm vector các bạn ạ. Căng rồi. Nó cầm vector, nó bắn cầm gần với khẩu bò 1014. Nhưng trong những tình huống khó ỉa như này là chúng ta phải tạo đột biến các bạn ạ. Phải nhảy. Không sao cả. Đôi khi phải yêu đời lên. Nhảy tiếp. Sợ đéo bố các thằng áo. Tao có cờ lô lô rồi mà. Ok thôi được rồi, không sao cả. Bạn đứng đây kêu mình lại đứng đây kêu bạn, như thế là không được rồi. Như thế là tốn thời gian của nhau. Để mình mở đầu combat cho. Kìa, quá lựu đạn à. Ai lại chơi thế, cầm vector thì xanh chín đi bạn. Ôi thì chết cha rồi, nó câu được cái cờ lô lô của tôi. Nó câu được cái cờ lô lô của tôi rồi. Ôi rồi. Cái đinh mạnh nó vào cả đời. Ai chơi bằng con khỉ như thế, mày lừa tao. Cái đinh mạnh nó vai cả đời. Mày yếu xử lý thế, tôi bò đốt chạm cái ở nghèo cụ tèo nữa rồi. Ok thôi được rồi, chắc có lẽ video của mình xin phép dừng lại tại đây thôi. Nếu các bạn thấy thích cái video của mình, đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những thông báo nào về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc một ngày tốt lành. See you again, bye bye.